Dạ, xin kính chào các anh chị và các bạn ạ. Dạ, hôm nay tự nhiên ở bên mình lại hiện diện cùng một lúc hai chiếc xe Camry 2.0e màu trắng cùng một đời 2018 các anh chị các bạn ạ. Dạ, cả hai chiếc xe đều độ cái ga lăng đằng trước giống như lít xịt đấy các anh chị các bạn ạ. Dạ, đây này, các anh chị nhìn thấy này. Đấy, cả hai chiếc đều độ như nhau, ga lăng đằng trước giống y chang như là xe lít xịt. Dạ, cả hai xe đều là màu trắng đời 2018. Dạ, chiếc này thì 2.0e, chiếc này thì odo là 45.000 km. Dạ, đăng ký vào tháng 6 năm 2018 và chiếc này đăng ký vào tháng 10 năm 2018. Dạ, xe này thì xe bên này thì chạy ít hơn 26.000 km. Dạ, nên lên xe bên này là giá cao hơn bên kia 10 triệu, chiếc này là 830 triệu và chiếc bên này là 820 triệu các chị bạn ạ. Dạ, hôm nay mình sẽ quay chi tiết hai chiếc xe này để giới thiệu đến tất cả các chị các bạn. Dạ, về hai chiếc xe này nhé. Dạ, ok, mình sẽ quay chi tiết các chị các bạn cùng xem. Các chị các bạn xem kênh ấy, thì đăng ký giúp mình nhé, đăng ký giúp mình để tạo điều kiện, tạo cái động lực cho mình để làm thật nhiều những cái video tiếp theo để cho các chị các bạn cùng xem nhé. Dạ, đây mình quay hai chiếc cùng một lúc. Dạ, dạ, đây thì khách hàng đã độ cái ga lăng này lít xịt rồi. Dạ, đèn thì vẫn là đèn nguyên bản của xe. Dạ, đèn chiếu gần thì là led, đèn chiếu xa thì là halogen. Dạ, cái giải sáng ban ngày thì là led. Dạ, đấy, màu trắng rất là đẹp, rất là phong cách nha các chị các bạn. Dạ, đấy, mâm xe thì mâm hợp kim nhôm đúc. Mâm xe thì bánh xe vẫn là bánh 17 inch các chị các bạn. Dạ, 17 inch nhé. Dạ, đây. Đó. Gương thì gương chỉnh điện gập điện và có tích hợp báo rẽ bằng đèn led các chị bạn. Dạ. Đấy, nói chung là mình đây. Hai xe cũng đều rất là liền lạc bên mình. Đảm bảo các chị các bạn về vấn đề gọi là đâm đụng ngập nước thủy kích các thứ gì bao hết các chị bạn. Dạ, đây mình quay sụp chỉ các thứ từng xe một. Đấy, các chị các bạn cùng xem. Đấy, đây đóng cánh cửa này. Đó. Đó. Ok, ghế chỉnh điện 8 hướng các chị bạn nhé. Dạ, khách hàng đã dán kiếng 3M các chị bạn này, kiếng 3M này. Đấy, cửa thì kính thì auto một chạm cả bốn cánh nhé, auto một chạm và chống kẹt các chị bạn. Dạ, đấy, ghế da màu kem rất là đẹp. Dạ, chỉnh điện 8 hướng. Dạ, xe này thì nói chung là đấy, nói chung là xe này đã lên được cái màn hình, không phải màn hình Android, nhưng mà bản thân xe này thì là mới chỉ có CD thôi anh chị bạn. Dạ, máy lạnh hai vùng độc lập. Dạ, chỉnh tự động. Đấy, các bạn. Đây, quay đằng sau này. Xe này thì cái mức tiêu hao nhiên liệu thì nó rất là thấp ngay chứ các bạn. Dạ, đây này. Ngoài đô thị là 5,8 lít này, trong đô thị là 10,2 lít và kết hợp là 7,4 lít cho 100 km các chị bạn nhé. Dạ. Đó, để mình quay này. Xung chỉ đây. Này, video này mình quay một lúc hai xe lên, có thể là thời lượng nó cao, nó dài hơn một chút thì các bạn thông cảm nhé. Đây, ngồi đằng sau thì có thể chỉnh được cái ghế trước. Đấy, cái ghế trước là đó, lên gập chạy lên chạy xuống, đằng sau chỉnh được, đằng sau thì có cái cửa gió đây. Đấy, một bồng gió nữa, đèn này, đèn chân này. Đấy, các bạn. Đây, sau này như bạn này, đó, hai xe này, đó, một xe biển thành phố, một xe biển tỉnh. Đấy, anh chị nào thành phố thì chọn chiếc kia thì đỡ mất 20 triệu tiền biển số. Xe này ở đằng sau thì có hai cái bảng cảm biến này, cảm biến lùi này, camera xe này các chị bạn. Đấy, đó,
quay cái sùng chỉ, nhưng mà thực ra thì nó bên mình vẫn cam kết trên giấy tờ như các như bạn à, cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, chưa giã máy, cả cả hai xe các như bạn nhé, cam kết trên giấy tờ luôn, bên mình bao đấy, tất cả các vấn đề à, đấy sùng chỉ nhá, đây bỏ sơ cua đây như vậy, vỏ sơ cua là vỏ cái này, vỏ zin theo xe. Còn chiếc này á thì chủ xe đã thay 4 cái vỏ Michelin các chị bạn nhé, thay 4 cái vỏ Michelin này. Đấy, Michelin này đi thì nó đỡ ồn hơn. Đấy, nó êm hơn cái vỏ Bridgestone. Dạ. Còn cái bên này thì là vẫn vỏ này Bridgestone này, vỏ theo xe các chị bạn này. Đấy. Đấy. Quay sùng chỉ cả cái xe này. Đấy, các chị bạn nhìn này. Cả hai xe này thì đều vay được ngân hàng các chị bạn nhé, vay ngân hàng 70%, tối đa là 6 năm các chị bạn nhé. Dạ. Nhưng nói chung là nếu mà cái thời gian gần Tết này thì vay ngân hàng thì không kịp đi Tết đâu các chị bạn. Dạ. Thì qua năm thôi. Dạ. Qua năm thì các chị bạn vay được. À, nếu như xe này vẫn còn. Dạ. Đây. Gần Tết này các chị các bạn mua xe nhiều lắm. Dạ. Cũng chỉ xe này này. Đấy. Nói chung là xe này thì với xe kia thì cũng giống nhau thôi. Về ghế cái các thứ nội thất thì y chang như nhau. Dạ. Đấy. Đây. Quay cái sùng chỉ bên này. Đấy, nhìn này. Đấy. Không mất lì nào hết nhá các chị bạn. Dạ. Nói chung là đây, xe bên này thì nói chung là y chang như xe bên kia. Nhưng mà có bên kia thì nó gõ lên cái màn hình rồi. Bên này thì vẫn còn nguyên bản CD các chị bạn. 2.0e đâm ra là vẫn còn CD. Đấy, chỉ có ví dụ như là G với lại Q á thì nó cao cấp full option rồi. Đấy, xe này thì đã bọc trần 5D cái gì bạn này, bọc trần, bọc sàn 5D. Đấy. Cũng dán phim cách nhiệt rồi. Đấy, cái này thì không được 3M như xe cái kia. Dạ. Đấy. Quay cả hai xe. Xe bên mình thì bán ra là bao quay đầu như các bạn nhé. Dạ. Bao quay đầu bên mình là khi mà các anh chị các bạn á mà muốn lên đời xe hoặc là muốn đổi xe khác á thì quay lại bên mình sẽ thu lại với cái giá tốt nhất các anh chị bạn nhé. Dạ. Yên tâm, bên mình bao quay đầu mà. Đây cái ốc cốp này các anh chị bạn này, à ốc cánh cửa này. Đấy, cánh cửa nhá. Đó các anh chị bạn này, xe ốc cốp ốp đồ rất là đẹp. Đó, ghế bên này cũng ghế những cái chỉnh điện các bạn nhé. Đấy, điện 6 hướng rất là đẹp, hai xe. Đấy, mình coi cái sùng chỉ của cái em bên này nhé. Đấy. Đấy, quay nói chung là cho các chị yên tâm, các chị nào muốn xe màu trắng Camry 2.0e thì được quyền chọn lựa một trong hai chiếc. Đấy. Chiếc này thì đi ít hơn chiếc kia một chút xíu, nhưng mà giá thì cao hơn chiếc kia 10 triệu. Nói chung một chiếc xe 700-800 triệu gần tỷ bạc thì thực ra chênh nhau 10 triệu, 20 triệu thì nó không có đáng gì các anh chị bạn ạ. Nhưng mà tùy theo các chị các bạn chọn thôi. Các anh chị các bạn cứ đến 806 quốc lộ 13 coi xe rồi thương lượng giá. Đấy các chị bạn. Đó, gỗ này. Cửa auto một chạm này. Đó, chống kẹt các chị bạn nhé. Đó, rất là đẹp các chị bạn. Đây, mình mở cái cốp sau này. Đó, đó, sùng chỉ các chị bạn nhé. Chúng là bao zin, mất một ly nào hết. Nói chung là các chị các bạn á, vay ngân hàng các chị các bạn có tầm khoảng 270-280-300 là có thể là lấy xe về rồi, còn bao nhiêu thì ngân hàng cho vay các chị bạn nhé. Dạ. Miễn làm sao là mình không có cái nợ xấu là vay thì vô tư. Đây cái sơ cua này, bánh theo xe này. Đấy, đầy đủ hết các chị các bạn nhé. Thank you.
hai chiếc xe màu trắng rất là đẹp, rất là phong cách. Dạ. Đấy, mình dạo một vòng đây cho anh chị bạn cùng xem này. Đó. Rồi, mình mở khoang máy cho các chị bạn cùng xem nhé. Dạ. Máy đang chạy nha các chị bạn, mình vẫn đang mở máy ấy. Dạ. Rất là êm. Đó, máy rất đẹp các chị bạn này. Đây, mình mở xe bên này luôn. Đấy, hai máy xe đều đang chạy. Dạ, đây. Nói chung là đấy, sơn xanh sơn đỏ đây, dấu chấm sơn của nhà máy này nguyên này các chị bạn này. Đấy, rất là đẹp nhé. Đó. Đây, ốc capo này. Đấy, chưa có dấu hiệu gì mở ra các chị bạn nhé. Đây, súng chỉ đây. Đấy, mình che lại. Đó, cái này này. Bây giờ trưa các anh em chuẩn bị đến cơm. Dạ. Đấy, ốc cốp này. Ốc capo này. Đấy, các bạn. Rất là êm, máy chạy rất là êm. Sơn xanh sơn đỏ. Long lanh bảy màu các bạn này. Đó. Các bạn yên tâm nhé, bên mình bao tất cả các vấn đề. Đấy, động cơ chưa có giã nhé, chưa có hạ máy. Dạ đây, chiếc bên này này các chị bạn này. Đó. Rất là êm, vẫn đang chạy. Mua xe của Hiền Toyota thì anh chị các bạn cứ yên tâm nhé, không phải lăn tăn cái vấn đề gì hết. Đấy, ốc capo này bên này này. Đấy. Đó. Bên này này. Capo bên này. Đấy, các bạn. Nói chung là Camry 2.0e thì nó không bằng Qi rồi, đương nhiên rồi. Bởi vì Qi nó 2.5 mà. Thì khi mà mình tăng tốc á thì Qi thì nó bốc hơn. Đấy. Nhưng mà nói chung là tiền nào vải đó các chị bạn ạ. Dạ. E thì nó không được bốc bằng, nhưng mà nói chung là nó rất là êm các chị bạn. Cái hệ thống treo của Camry rất là êm. Đấy, các chị bạn. Với cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà cách âm á của Camry là tuyệt vời. Đấy, mình vô trong này im lặng như tờ các chị bạn này. Yeah. Đấy. Rất là yên tĩnh. Rồi các chị các bạn á, nếu mà cảm thấy ưng ý chiếc xe nào á thì cứ alo cho mình nhé. Có thể số điện thoại bên dưới, hoặc là các bạn anh em đến 806 quốc lộ 13, hai chiếc xe màu trắng Camry đều 2018 hết. Đấy, một chiếc là 830 triệu, thì chiếc xe này thì đi được 26.000 km, còn chiếc kia là 820 triệu, đi 45.000 km. Dạ. Đấy, anh chị và các bạn cứ đến đây xem cả hai xe rồi mình lựa chọn. Nói chung đằng trước có một chiếc nữa này các chị bạn này. Đấy, đằng trước có một chiếc màu vàng cát kìa, 34611 cái kìa. Chiếc đó là cũng 2018 luôn. Đấy, được quyền chọn 3-4 chiếc đều 2.0 2018. 2018 thì cái đời này là đời sau cùng của cái form này rồi các chị bạn ạ. 2019 thì bắt đầu là form nhập thái rồi. Dạ. 2018 là cái cuối cùng của cái form này. Dạ. Các chị các bạn xem kênh á thì vui lòng đăng ký kênh giúp mình nhé. Và các chị các bạn nào mà đã căng đăng ký á thì giúp mình bằng cách là chia sẻ video, chia sẻ cho những người thân của mình, biết đâu là những người thân của mình hoặc là bạn bè lại đang có nhu cầu thông tin, nhu cầu mua xe thì cũng có thêm một cái thông tin của chiếc xe. Dạ, thế thôi các chị bạn ạ, và cũng giúp mình tạo động cơ cho mình, động lực cho mình
để mình làm thêm những cái video tiếp theo để cho anh chị các bạn cùng xem. Dạ, xin cảm ơn các chị các bạn đã ủng hộ kênh ạ. Dạ, vâng, dạ, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các chị ở những cái video tiếp theo nhé. Dạ, xin chào ạ.